lại cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh, ngựa ô rất dâu sẵn sàng thế bên kiệu vàng theo chàng về dinh.
lời thân ái, tìm đến với muôn vàn thơ, mãi yêu nhau như ngày xưa. Có trái tim biển xanh, sông xa đưa giấc mộng lành. Chàng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao nghi tâm tối. Chàng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Là hạnh phúc đêm đêm, là nhạc khúc êm đềm. Tìm đến với nhau người nhé, hãy cho nhau lời thân ai. Tìm đến với muôn vần thơ, mãi yêu nhau như ngày xưa. Trái tim hồng, vòng tay ngập tràn tình hạnh phúc. Hát đi anh khúc xuân hồng. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc. Xin được phép bắt đầu. Thank you.
Xin kính chào đến tất cả quý vị và khách, lời chào mừng năm nhiên và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị quan khách, hôn nhân là định điểm của tình yêu, vì từ tình yêu đến với hôn nhân là một chuỗi ngày dài mà anh Thế Ngọc và anh Thế Hiệp và chị Mỹ Ngọc đã trải qua biết bao buồn vui và hờn giận. Và cũng chính là khoảng thời gian đó mà anh chị đã yêu thương nhau. Kính thưa tất cả quý vị quan khách, được sự nhất trí của cha mẹ hai bên cùng họ hàng thân tộc, chính vì thế hai gia đình đã chọn ngày hôm nay để chọn Dông Thảo để thiền. Kính thưa quý vị quan khách, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc mà bằng cha mẹ đã lo tròn trách nhiệm, và không có niềm vui sướng nào khi thấy con cái đã trưởng thành và trao duyên gửi phận đúng nơi đúng chỗ. Đó là công ơn sinh thành của bậc làm cha làm mẹ. Chính vì thế chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện chủ hôn họ nhà trai, ông bà Trần Thanh Hà bước lên một vinh dự, và xin tất cả quý vị và các dành một tràng pháo tay để chào mừng họ nhà trai. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời chủ hôn đại diện họ nhà gái, đó là ông bà Lê Hoàng Kim cùng bước lên một danh dự. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để chào mừng hai họ. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và Mỹ Ngọc, hai người vui vẻ nhất, đẹp đôi nhất, hạnh phúc nhất, tay trong tay đang tiến lên một vinh dự trong tiếng vỗ tay thật nồng nhiệt của tất cả quý vị. Kính chào. Thay mặt cho ban giám đốc, ban quản lý cùng toàn thể nhân viên nhà hàng Sa Đéc thành phố, xin chúc tình thông gia của hai họ được bền vững, và xin chúc cho tân lang và tân gia nhân được trăm năm hạnh phúc. Và để tiếp tục chương trình, xin kính mời chú và chú rể tiến đến hoàng hoa để rót rượu cho ngày cưới. Mời anh. Vòng tay tựa như giáng thiên thần, cùng nhau hát ca đẹp như giấc mơ.